Xin chào các bạn đến với khóa học lập trình front end với lại React.js cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 22 thì tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về cái cách sử dụng CSS module. Thì cái CSS module này các bạn cứ hiểu đơn giản là nó là một cái phần mở rộng của thằng CSS. Thì bây giờ thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn demo cho các bạn về cái cách sử dụng của thằng CSS module này. Thì cái thằng lợi ích của cái thằng CSS module này là nó giúp cho chúng ta phòng tránh được cái trường hợp mà khi mà cái code của chúng ta nó render trên UI này thì mấy cái class CSS nó sẽ gắn thêm một cái key ID nữa để nó tránh cái trường hợp mà nó bị trùng cái tên class đó. Thì bây giờ hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là làm cái demo sâu lên cái phần footer ở dưới này, và tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái CSS module. Thì trong cái folder component này thì tôi sẽ đi tạo ra một cái file là footer.js. Rồi tôi cũng có phím tắt là rsf, rồi tôi nhấn enter để nó tạo ra cái footer của một lần cho tôi. Chỗ thẻ div này thì tôi sẽ chuyển thành cái thẻ footer. Rồi trong cái thẻ footer này tôi sẽ có cái thẻ p, tôi sẽ có cái copyright. Chẳng hạn như là tôi sẽ có cái chuỗi là copyright by học lập trình online.net chẳng hạn. Rồi tiếp theo tôi sẽ có cái thẻ UL. Rồi trong thẻ UL tôi sẽ có cái thẻ NI. Rồi trong thẻ NI tôi sẽ có cái thẻ A. Và tôi sẽ có một số cái menu ở bên dưới footer như menu Help này. Thẻ A này tôi sẽ cho nó cái href là bằng thăng. Rồi theo tôi sẽ copy cái này cho một số cái menu khác. Tiếp theo tôi sẽ có cái menu, thường thường là bên dưới phần footer thì sẽ có mấy cái menu như help này, contact này. Rồi theo là tôi sẽ có cái policy and term chẳng hạn. Tức là cái điều khoản và chính sách sử dụng. Rồi tôi đi cho save này. Rồi bây giờ tôi sẽ đi import cái footer này vô cái trang app.js này. Đây tôi sẽ import cái file footer của tôi vô đây. Đây tôi sẽ import nó vô như vậy. Rồi tôi đi cho save này. Rồi bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt này. Đó thì các bạn thấy là cái phần footer nó sâu lên cho tôi như vậy. Thì chẳng hạn như là nếu mà chúng ta xài cái CSS ấy, nếu mà trong trường hợp mà chúng ta bị trùng cái tên class ấy thì nó dẫn đến cái bug là cái issue là nó chỉ có một cái tên class được apply thôi, còn một cái tên class khác thì sẽ không được apply. Thì ví dụ như là bây giờ tôi sẽ demo cái phần footer này sử dụng cái thằng CSS chẳng hạn. Chẳng hạn như là ở đây tôi sẽ tạo ra một cái file này. Chẳng hạn như là tôi sẽ tạo ra một cái file là style.css chẳng hạn. Và chẳng hạn như là ở trong cái file app này thì bữa trước thì tôi đã có cái class là container này. Thì bây giờ chẳng hạn như trong cái file style này thì tôi cũng có cái class là container nữa đi. Rồi container này tôi cũng cho nó cái width là bằng auto này. Tiếp theo là tôi cũng cho nó cái height. Tôi sẽ cho là 50 pixel đi. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái background color. Tôi sẽ có cái màu là thằng EB, EB, EB. Tôi sẽ cho nó cái màu xám xám như vậy. Rồi tôi cho save này. Rồi theo tôi sẽ đi import cái file style này vô cái file footer này để sử dụng. Đó, tôi cũng tương tự tôi import giống cái file app.cs này, tôi copy chỗ này qua và tôi chỉnh sửa. Cái file của tôi là file style.cs. Chẳng hạn như là tôi sẽ copy cái tên class name này. Tôi sẽ copy cái tên class name bằng container này qua cái footer này. Chẳng hạn như tôi sẽ cho cái footer nó có cái class name bằng container này. Tức là trong cái footer này tôi muốn sử dụng cái container của cái file style.cs này. Đó. Thì bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ nick cho save này. Bên footer này tôi nick cho save này. Rồi bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt này.
Đó, thì bên dịch Việt thì bây giờ các bạn đã impact ra này. Chẳng hạn như các bạn kiểm tra hai cái class container này. Ví dụ như là cái footer của tôi thì nó có cái class bằng container này. Và nó đang có show lên đúng rồi này. Còn ở trên cái phần này. Cái phần này thì cái class container bây giờ nó lại sử dụng cái class container của các thuộc tính của cái thằng footer này. Đó. Tuy nhiên thì cái class container của cái thằng app này thì thực tế thì nó phải, cái tôi mong muốn là cái container của cái này đó thì nó đáng nhẽ nó phải sâu lên với cái thuộc tính của cái container class container này mới đúng này. Đó thì đây là một cái issue mà bị trùng cái tên class name đó và nó gây ra cái bug như vậy đó. Thì để mà khắc phục được cái bug này thì người ta đã tạo ra cái thằng CS module. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn demo cho các bạn sử dụng cái thằng CS module. Thì cái file style.cs này thì tôi sẽ đổi lại. Tôi sẽ đổi cái tên của nó lại. À, tôi sẽ có style này. Chấm module. Chấm CS này. Đó. Thì các bạn nhớ là để mà sử dụng cái thằng CS module ấy thì các bạn cần phải khai báo một cái file và nó phải chấm với lại bằng cái đuôi file là module.cs như vậy. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ đi sử dụng lại trong cái thằng footer, trong cái file footer của một lần này thì tôi sẽ sử dụng như sau. Thì tôi sẽ import style này, form này. Form từ cái file là style.module.cs như vậy. Đó, rồi bây giờ tôi sẽ sử dụng hướng dẫn các bạn sử dụng như sau. Thì cái chỗ class này thì tôi sẽ bỏ. Tôi sẽ khai báo cái class này bằng cái dấu mở cái đóng ngoặc nhọn như vậy. Rồi theo là tôi sẽ truyền vô cái đối tượng style này. Và theo là tôi sẽ chấm cái tên class là container. Đó, để tôi xài như vậy. Rồi, bây giờ tôi sẽ nick cho say này. Rồi, giờ tôi nên trình duyệt này. Đó, thì bây giờ các bạn thấy là cái thì như các bạn đã thấy là cái style của cái thằng main có tên này nó đã trở về lại cái style cũ này. Đó, rồi cái phần footer thì nó cũng đang có cái style của cái thằng footer này. Rồi, tiếp theo tôi sẽ giải thích cho các bạn về cái thằng CS module này. Thì tôi sẽ impact lại này. Thì các bạn thấy ở đây cái thẻ footer của tôi thì nó có cái thuộc tính class và nó có cái bằng với lại cái style này, rồi container này. Rồi theo thì nó có một cái chuỗi generate ra ngẫu nhiên. Thì đây là một cái chuỗi duy nhất. Thì đây là một cái để mà nó phân biệt với lại cái class container ở bên trên. Thì dẫn đến là hai cái style này, hai cái class name này nó không có bị trùng nhau và nó tránh được cái issue vừa nãy mà tôi đã demo cho các bạn. Khi mà sử dụng CS thì nó rất là dễ xảy ra cái trường hợp là hai cái tên class nó trùng nhau thì chúng ta sẽ bị cái bug như vừa nãy đó. Thì các bạn có thể hiểu cái class mà nó generate ra thì nó sẽ bắt đầu bằng cái style này, style tức là cái tên của cái file của chúng ta này, tiếp theo là cái container là cái class name của chúng ta này, tiếp theo là nó có thêm ba cái chuỗi generate ngẫu nhiên ra vậy, tức là nó là cái chuỗi ID của nó này đó. Thì đây là cái lợi ích của cái việc của cái thằng sử dụng của thằng CS của đồn đó. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là chỉnh style cho cái phần footer này. Chẳng hạn như là cái class container này tôi sẽ thêm cho nó một số cái thuộc tính khác như là chẳng hạn như là tôi sẽ cho nó cái margin này, margin top này. Tôi sẽ cho nó cái margin top là chưa 15 pixel này. Đã, như tôi sẽ đi cho save này. Đó thì các bạn thấy nó bỏ cái khoảng trắng ở giữa giữa cái phần main content và phần footer rồi này. Tiếp theo tôi sẽ cho nó cái padding này. Tôi sẽ cho cái in top là 20 pixel này. Rồi tiếp theo là padding right là 100 pixel. Rồi padding bottom là 20 pixel. Rồi padding left là tôi sẽ cho là 100 pixel. Rồi tôi đi vô xây này. Đó thì các bạn thấy nó chỉnh các nền lại cho tôi này. Rồi theo thì ở trong cái class container này thì tôi lại có các thẻ như là pull.ly này. Thì ở bữa trước thì cái buổi buổi 21 thì tôi đang hướng dẫn các bạn sử dụng thằng SCS thì chúng ta có thể áp dụng cái quy tắc nồng này vô này. Đó. Tuy nhiên thì để mà sử dụng được cái quy tắc nồng thì các bạn cần phải đuổi
đổi cái tên file này thành là cái file cái đuôi là .scs đó. Đó, các bạn cần phải đuổi cái tên đuôi nó như vậy thì các bạn sẽ sử dụng được cái thằng scs. Đó, thì bây giờ tôi sẽ quay lại và tôi sẽ có thể viết được nồng vào cái thẻ như là UL vô đây này. Đó, thì ở trong cái thẻ UL thì tôi lại có thẻ NI này. Thì bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ có thẻ NI tôi đồng vô nữa này. Rồi, đối với thẻ UL thì tôi sẽ có nó cái thuộc tính là float. Thì tôi sẽ cho là right. Rồi bây giờ tôi đi cho save này. Bên footer thì tôi cần phải import lại đúng cái tên file này. Đó. Rồi tôi cho save này. Đó thì các bạn thấy là cái mấy cái phần menu help và tab policy and term thì nó chuyển về bên phải cho tôi như vậy này. Rồi theo thì tôi muốn cho mấy cái thẻ mấy cái menu này nó ở trên một hàng thì tôi sẽ có cái thuộc tính là display. Tôi sẽ cho là bằng inline block. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái min width. Thì tôi sẽ cho là 7 pixel. Rồi tôi đi cho save này. Đó thì các bạn thấy cái phần footer của tôi bây giờ nó đã ở trên của một hàng này. Rồi chẳng hạn như là tôi cho nó thêm cái thuộc tính là padding đi. Tôi sẽ cho padding top là 0. Padding right là 5 pixel. Rồi padding bottom là 0, padding left là 5 pixel. Rồi tôi cho save này. Đó thì các bạn thấy nó sẽ căn lại cái padding cho mấy cái menu của tôi này. Chẳng hạn như mấy cái menu của tôi chẳng hạn như tôi muốn bỏ cái dấu gạch dưới đi chẳng hạn thì mấy cái dấu gạch dưới này là do cái thẻ A này này thì chẳng hạn như các bạn có thể đồng tiếp vô đây là cái thẻ A này và chẳng hạn như là tôi sẽ cho cái test decoration bằng nâng đó rồi tính cho say này đó thì bây giờ các bạn thấy là cái dấu gạch dưới nó đã bỏ đi rồi này đó đó thì như vậy là hôm nay tôi đang hướng dẫn các bạn demo để mà hướng dẫn các bạn sử dụng cái thằng CSS module. Thường thường thì trong một cái dự án thực tế thì thường người ta sẽ sử dụng kết hợp vừa cái thằng SCS và cái thằng CSS module thì người ta sẽ khai báo một cái file style.module.scs như vậy. Rồi sau đó thì người ta sẽ import nó vô như vậy và sử dụng này. Đó, người ta sẽ import cái style form cái file này và tiếp theo thì người ta sẽ sử dụng ở cái element nào đó thì các bạn sẽ khai báo cái class name và các bạn bằng và cái dấu ngoặc nhọn và các bạn gọi style và tiếp theo gọi cái tên class như vậy thì các bạn sẽ sử dụng được đó. Thì như vậy hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái thằng CSS module đó. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các buổi tiếp theo.